thế gian thì thay đổi luôn luôn, con người cũng thay đổi, nay ghét mai thương, nay giận mai thích, cho nên cái chuyện đó nó thay đổi như vậy, nó là lai. Còn cái chuyện tu hành và chấp nhận và lướt nó tất cả là Như. Cho nên chúng ta thường lễ Đức Như Lai. Lai là thay đổi, Như là bất biến. Cho nên cuộc đời có như có lai thế nào đi nữa thì mình vẫn không thay đổi. Cái chí nguyện tu hành của mình đó là Như. Quý vị đi chùa cái giây phút đầu như thế nào và sau khi đi chùa về cũng như vậy mới gọi là Như Lai. Đi hành hương cũng phải đi theo Như Lai. Lúc đi vui vẻ, lúc về cũng vẻ vui. Còn nếu giỏi nữa thì đi tươi mà về tốt, mà đi một thì về 10. Còn đi hành hương mà sáng đi mà hạnh phúc, mà lúc về thì bực bội, giận hờn, đó là không phải Như Lai, không phải hành hương. Đi vậy kêu hành hạ. Hành hương nghĩa là mình đến đâu mình phải tỏa ngát cái hương cho người, để mình về người ta còn lưu luyến. Rồi cái người mà tiếp mình á, cũng sẽ tiếp một cách chân thành, và để mình đi về rồi mình vẫn còn lưu lại những cái tình cảm của người tiếp mình. Hai bên nó làm gì, nó chan hòa với nhau. Như vậy gọi là hành hương. Hành là làm, sáng tạo. Hương là thơm. Chứ đi hành hương không phải là đi chùa này lại mấy cái rồi ra, đi chùa kia lại mấy cái, cho đi hành hương. Tới đâu cũng để lại hương thơm. Rồi cái người tiếp mình cũng để lại hương thơm trong lòng mình. Thế gọi là hành hương. Mình đi chùa như thế nào và ra về cũng tâm niệm thế đó, gọi là Như Lai. Cuộc đời có xuống có lên, có ra có vào gì đó, nhưng mà lòng Phật tử vẫn không thay đổi. Đó là lòng của bậc Như. Còn cuộc đời thay đổi là Lai. Cho nên chúng ta lễ Như Lai, niệm Như Lai. Chữ Như Lai nghĩa là vậy. Đến thế nào thì đi thế đó. Giống như Đức Phật, Đức Phật cũng đến như chúng ta, bằng hình hài của một con người. Rồi Ngài cũng đi với tất cả chúng ta, bệnh già rồi chết, không có gì lạ. Giác là giác ở cái tâm, còn thân tứ đại thì cái chuyện sanh già bệnh chết là chuyện thường. Cho nên đó, mình hiểu được như vậy thì chúng ta có cái sự quán chiếu. Quý vị niệm Quán Âm phải không? Chữ quán nghĩa là gì? Quán nó khác với quan. Quan là nhìn ở bên ngoài. Chẳng hạn như quan nè, tham quan nè, đó, đó quan thôi, nhìn bên ngoài. Nhưng mà quán nghĩa là mình xoay lại, mình nhìn ở bên trong, mình thấy rõ được cái thực chất của mọi sự việc. Đó là quán. Hai chữ khác nhau. Cho nên niệm Quán Âm chứ không có Quan Âm. Danh hiệu của Ngài là Quán Thế Âm. Nhưng mà chữ Thế là tiếng phụ, Quán Âm là hai chữ chính. Vì Quán Âm là pháp tu, Quán Âm cũng là nhân mà cũng là pháp. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói hai chữ Phổ Môn. Phổ Môn có 10 cửa Phổ Môn. Và hôm nay chúng ta nói Quán Âm. Tại sao chúng ta thường gọi Quán Âm mà thỉnh thoảng chúng ta không nói chữ Thế? Thì ngày xưa ở bên tàu nhà Đường, cái vị vua khai sáng ra nhà Đường đó là ông Lý Thế Dân. Mà người Trung Quốc á, thì sợ phạm húy, cho nên Lý Thế Dân và Quán Thế Âm, hai ba chữ nó có chữ Thế trong đó. Cho nên người Trung Hoa đề nghị không dùng chữ Thế, nói Quán Âm thôi, để tránh gọi chữ Thế. Và bây giờ mình gọi là Quán Âm. Mà thật sự Quán Âm là cái chính.
Quán tức là mình xoay lại, mình nghe ở trong lòng. Cho cái người mà có quán á, thì cái nhìn họ nó sâu. Còn cái người mà có quan á, thì cái nhìn nó cạn. Quan tức là nhìn bên ngoài. Cho nên nhiều khi mình nhìn bên ngoài, mình đánh giá đó, chưa chắc. Có nhiều khi thấy người đó ăn mặc rách rưới, mình khinh thường. Nhưng ai đâu biết trong con người rách rưới đó cầm một giỏ tiền. Và nhiều khi mình nhìn một người sang trọng vô cùng, mà đâu ai biết người đó toàn mặc đồ mượn, hay là đồ mướn, hay là cần buổi tiệc đi mua rồi về cất cái giá đó, mặc xong dán giá trả lại. Mình không biết. Cho nên khi mà chúng ta có cái quán là chúng ta nhìn được ở bên trong. Theo phẩm Phổ Môn, thì khi mà chúng ta nói tới Đức Quan Âm thì chúng ta nói đến cái tình thương rộng lớn. Và khi chúng ta có tình thương rồi thì không có ngại gió sương, không có ngại nắng gắt, không có ngại mưa dầm. Người ta thường gọi Đức Quan Âm, Đức Quan Âm hay nói với mình: Anytime you need me, just call me. Quan Âm nói với mình vậy đó. Mà thiệt, lúc mình vui mình quên Ngài, nhưng lúc mình khổ mình gọi Ngài. Mà gọi tùy theo khổ, khổ nhiều gọi dài, khổ ít gọi ngắn. Hôm nào mình khổ nhiều mình niệm tha thiết lắm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn nhiều khi mình đi gom hết chữ nghĩa nào mà niệm Ngài cho dài, mình niệm vô thêm. Còn khi nào mà đơn giản bình thường không có chuyện gì thì Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Là thế chúng sanh mình là vậy. Nhưng mà Ngài không có từ chối. Cho nên khi mà chúng ta có cái hiểu thì chúng ta sẽ có thương. Hiểu là gì? Vì sao mà chúng ta hiểu? Vì chúng ta có cái quán sâu, thấy được cái nhu cầu của người đó. Vì vậy mà chúng ta đến với người đó bằng tất cả tình thương. Quý vị để ý, ở trong chùa, thôi bây giờ mình nói gần là đặc biệt trong cái buổi lễ này, mấy ngày nay Pháp Hòa đến đây và tới lui thì Pháp Hòa thấy rằng tất cả những vị có mặt ở đây đều là Quán Âm. Tại sao? Tại vì mình nghe được tiếng kêu gọi mà chúng ta có mặt để đưa bàn tay mình giúp đỡ. Có những bàn tay ở dưới bếp, có những bàn tay trên chánh điện, có những bàn tay ở giảng đường, có những bàn tay ở khách phòng. Tức là tất cả đều đưa bàn tay mình vào để chúng ta thể hiện cái tình thương của mình đối với vị trụ trì, đối với tất cả Phật tử. Có những vị ở xa, như đêm hôm 11, 12 giờ khuya, quý thầy còn đi đón Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Việt Nam ở Houston. Ngài mới vừa mãn hạ sáng hôm qua, chiều lại thì phải ra phi trường để bay qua đây theo lời thỉnh mời của thầy trụ trì. Vì sao mà Ngài có mặt? Bởi vì Ngài hiểu sự có mặt của Ngài sẽ mang lại ấm áp, nâng đỡ cho vị trụ trì, cũng như quý hòa thượng mà mấy ngày nay chúng ta được tiếp xúc. Chư tăng có những thầy lái xe hơn 30 tiếng về đây để mà phụ cho thầy trụ trì. Thì quý vị thấy tất cả cái đó có phải là vì chúng ta nghe được tiếng gọi của người mà chúng ta có mặt? 200 Phật tử từ Canada đi xe bus qua đây cũng nghe tiếng gọi đó. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có cái nhìn sâu, có cái nghe sâu, thì chúng ta sẽ có mặt đầy đủ trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Mà không phải chỉ ở trong chùa, mà trong tất cả mọi cái tình huống của cuộc sống. Mà khi chúng ta có nghe được như vậy, dù chúng ta không có để cho cái tiếng tự xưng mình là Quán Âm, nhưng mà mình đang học hạnh của Quán Âm. Ở trong phẩm Phổ Môn có đưa ra 5 cách quán. Thứ nhất người ta gọi là gì?
chân quán, quán thật, quán cái chân. Khi mà chúng ta nghe ở trong cuộc sống này có những tiếng nói rất thật, chúng ta cần phải nghe. Vì nghe được cho nên hiểu được, mà có hiểu mới có thương. Khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta liền có Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm, tức là tâm từ bi không có gì ngăn ngại được. Vì sao? Vì tâm đó có Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Chúng ta hiểu được hết tất cả cho nên chúng ta làm tất cả. Cho quý vị thấy các vị xuất gia theo Phật giáo rất là giỏi. Không học Cấm Hoa mà tự nhiên vô chùa thời gian biết Cấm Hoa. Quý vị biết không, tất cả những bình hoa từ trong chánh điện ra tới các nơi, bình nhỏ bình lớn gì, là tác phẩm của một thầy. Quý thầy không đi học lớp nấu ăn mà biết nấu ăn. Quý vị thấy trong hồ sen có những cánh sen bằng vải rất đẹp, đó là do bàn tay khéo léo của một thầy. Như vậy thì quý vị thấy không, quý thầy có Đà La Ni không? Có Đà La Ni. Người mẹ có Đà La Ni không? Có Đà La Ni. Không là bác sĩ, không là nhà tâm lý, nhưng mà có thể nghe con bất cứ lúc nào con cần chia sẻ. Nghe con bệnh thì mẹ lập tức tìm tất cả mọi thứ thuốc để lo cho con. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mốn cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức khát ru con. Cho nên người mẹ có hai tay, nhưng mà thật sự người mẹ có ngàn tay. Cho nên quý vị đi vào chùa mà thấy một tượng Bồ Tát Quan Âm có 4 tay, có 6 tay, có 18 tay, có ngàn tay ngàn mắt thì không có gì lạ. Không có gì lạ. Đó là một biểu tượng của một người có cái sâu, có cái chiều sâu của tâm, và có lỗ tai rất thính, cho nên có thể nghe được tiếng kêu gọi của chúng ta mà ứng hiện kịp thời kịp lúc. Cho nên quý vị đừng có lo thờ Quan Âm ngồi hay thờ Quan Âm đứng tốt. Có nhiều vị thờ Quan Âm đứng thì người ta quở, người ta nói tại sao thờ Quan Âm đứng, đứng khổ lắm. Và đồng thời Ngài đứng cho nên Ngài chạy đi cứu người khác, không Ngài không lo chuyện nhà mình. Nghe như vậy xong rồi thì bưng tượng Quan Âm đứng lên chùa cúng dường lại, đi mua tượng ngồi về thờ. Vài bữa sau người khác tới nhà mình gặp cái tượng mình thờ là tượng ngồi, nó tại sao chị thờ tượng ngồi? Chị biết không, mỗi khi mà chị khổ chị gọi Ngài, Ngài đứng dậy nó mất thì giờ. Mình nghe cái tiếng người ta nói là âm, mà chúng ta thiếu cái quán. Cho nên rốt cuộc rồi nghe âm mà thiếu quán. Phải có quán, có âm rồi có quán thì mới thành quán âm. Người ta nói cái gì mình phải nhìn lại, mình phải nghe lại, coi người ta nói có đúng không. Mà nhiều khi Phật thì như như bất động, còn mình thì cứ động liên miên, rồi mình cũng làm Phật động theo mình. Đó là cái tượng đó, ngồi không yên. Mai mình bưng Phật xuống, mốt mình thỉnh Phật lên, Phật ngồi không yên với mình. Bởi vì chúng ta cứ nghe cái âm mà chúng ta thiếu cái quán. Cho nên cái đó thiếu cái chân quán, rồi thiếu cái thanh tịnh quán. Thanh tịnh quán tức là chúng ta quán một cách trong sáng mọi vấn đề. Có nhiều khi mình quán nhưng mà cái quán của mình thường là nó hay phủ lên nhiều cái lớp màu mà chúng ta không nhìn cái bình thường. Có nhiều khi trong cuộc sống có những người đến với mình rất chân thật,
Nhưng mà tại vì mình đau khổ nhiều lần, mình bị lường gạt nhiều lần, cho nên rồi từ đó về sau trong lòng mình khó tin ai. Cho nên rồi mình phải thốt lên sao: bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Mình không có tin trong nhân gian này có những người chung tình nữa. Nhưng mà thật sự có một người rất chung tình với mình, đó là Quán Âm Bồ Tát. Lúc nào mình cần Ngài cũng có. Mà quý vị thấy không, bao nhiêu lớp Phật tử rất trung thành, lúc nào chùa gọi chúng ta đều có mặt. Chứ chúng ta không làm theo cái câu gọi là chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâng. Chúng con là đệ tử của Như Lai, nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng hề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là cái hạnh nguyện của Quán Âm. Cho nên ở trong kinh có cái câu là lời thệ sâu như biển. Quý vị có nhớ trong cái phẩm Phổ Môn có một câu: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quán Âm như mặt nhật treo không. Nhớ không? Tức là khi mà mình đang đứng ở trên chốc núi mà bị người ta xô té, mà lúc đó mình niệm Đức Quan Âm thì mình vững vàng giống như mặt trời mà treo giữa, không có bị rơi rụng. Cái ý nghĩa đó là gì? Chớp núi Tu Di đó là gì? Đó là cái thệ nguyện của mình. Mà cái thệ nguyện của mình thỉnh thoảng bị người ta xô cho nó ngã, tức là làm cho mình bị lung lay cái tâm trí. Người xuất gia hay là người tại gia thỉnh thoảng cũng đều bị những cái đó. Và chừng đó chúng ta trở lại, chúng ta nghe được chúng ta đi tu vì cái gì, chúng ta đến chùa vì cái gì. Không vì cái danh, không vì cái lợi, vì cái chí nguyện giải thoát của mình. Cho nên lúc đó mình nghe được cái tiếng, cái tâm nguyện của mình trở lại, tức là mình nghe Quán Âm đó. Mình quán lại cái âm thanh trong lòng, trong tâm mình là mình vì cái gì. Tự nhiên sao? Vững vàng trở lại như mặt trời treo giữa trời, như mặt nhật treo giữa trời mà không có gì lung lay. Niệm Quan Âm đi vào trong lửa, lửa không đốt. Sự hận thù không có trong một trái tim từ bi, sự hận thù không có trong trái tim của người có tình thương. Chúng ta có bốn vị Bồ Tát, chúng ta gọi là Đại Bồ Tát và Bồ Tát lớn. Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho đại trí. Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Quán Âm, tượng trưng cho đại bi. Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát Phổ Hiền, tượng trưng cho đại hạnh. Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện. Đại trí, đại bi, đại hạnh, đại nguyện. Thì chúng ta là những người đệ tử Phật, làm sao chúng ta bồi đắp được bốn cái đức hạnh, bốn cái hạnh tu của bốn vị Bồ Tát. Cho nên trong nhà Phật, quý vị thấy Phật nhiều, Bồ Tát nhiều, mỗi vị là một hạnh, mà trong một vị có đủ ba vị khác. Cho nên trong Quan Âm cũng có trí tuệ, có từ bi, có đại nguyện, có đại hạnh. Thì Bồ Tát nào cũng có. Quý vị thấy cách đây 50 năm, Bồ Tát Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ. Mà tại sao ngài mình bây giờ mình thắp hương nè, mình đang cầm cái hương mình khấn tha thiết lắm, mà mình vì mình khấn dài quá cho nên rồi cái nhang nó cháy, rồi cái tàn nó rụng xuống. Khi mà cái miếng tro tàn nó rớt xuống tay thì chúng ta liền giật lại, vì cái sức nóng của nó làm mình đau quá. Vậy mà Bồ Tát Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ như vậy.
Như vậy thì cái lửa đỏ đó đâu phải dễ ngồi. Chỉ có tấm lòng rộng lớn mới ngồi được. Tấm lòng từ bi rộng lớn mới ngồi trong lửa đỏ được. Mà Ngài không cần ai phải ghi ơn, ghi tên, tạc tượng Ngài. Ngài không cần, vì Ngài biết tất cả những cái đó đều là huyễn. Nhưng chúng ta là những người hậu học, tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài thì chúng ta làm. Vì chúng ta không muốn, chính cái chúng ta không muốn mà người ta mới ghi sau. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ, rồi mái đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lũa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Cái chết của Ngài chết rất nhẹ nhàng, chết rất thi ca, mà ông Vũ Hoàng Chương đã làm bài thơ đó để cúng dường lên Ngài. Lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng trán rưng rưng, đông tây nhòa lễ ngọc, chắp tay con cảm ơn mặt trời mới mọc, giờ giờ hoàng đạo nguy nga. Muôn vạn khói sân si vừa tỏ ràng, ánh mặt trời dâng lên bừng. Cho nên cái hình ảnh đó Ngài không có nói gì hết, Ngài chỉ để lại những cái lời khuyến rất nhẹ nhàng, rất từ bi, rất thanh tịnh. Cho nên chúng ta học cái quán của Đức Quan Âm là chân quán, thanh tịnh quán. Quý vị đọc cái đó trong Phẩm Phổ Môn có nhớ những câu đó không? Quán chân, quán thanh tịnh. Quán chân tức là thấy cái lẽ thật. Quán thanh tịnh là thấy một cách trong suốt. Quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn, trí tuệ là bát nhã. Cho nên dùng trí tuệ bát nhã để soi thấu tất cả và thấy tất cả các pháp đều là không, không có cái gì mà nó trường tồn bất biến hết. Mà chúng ta có được những cái quán đó thì cái lòng từ bi của chúng ta nó lớn. Tâm bi như sấm nổ, lòng từ như mây hiền. Quý vị thấy Phẩm Phổ Môn hình ảnh thi ca đẹp lắm. Tình thương của mình như những tiếng sấm vang, không cần nói gì hết. Có nhiều khi chúng ta không nói mà chúng ta làm, hành động. Và lòng từ của chúng ta như những đám mây lành che mát. Và trong Phẩm Phổ Môn có những câu khen ngợi: tâm bi như sấm nổ, lòng từ như mây hiền. Kết hợp hai cái đó lại, nó sẽ trở thành ra một cái gì? Một cái trận mưa pháp cam lộ. Chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ nghĩa là xương. Cam lộ nghĩa là xương thì nó trong, nó mịn, và nó ngọt, nó ngon, gọi là cam lộ. Giống như mình ăn cái trái vàng vàng, mình kêu trái cam đó. Rồi mình kêu cái trái cam, rồi cái màu của trên cái trái đó chúng ta cũng kêu là trái cam, là màu cam. Chữ cam nghĩa là ngọt. Vì vậy ăn cái trái đó nó ngọt mà không biết nó tên gì thì thôi kêu nó trái cam. Rồi cái màu này cũng biết màu gì, nhưng mà nó nằm ở trên cái trái cam thì kêu là màu cam. Vậy thôi. Hiểu được như vậy là tất cả các cái tướng đều do cái gì mà chúng ta đặt. Mà khi hiểu được như vậy rồi thì ai gọi cái khác không có buồn. Vì chúng ta có cái quảng đại trí tuệ quán, có cái trí tuệ rộng lớn để quán chiếu tất cả mà không chấp trước. Hiểu được như vậy, chúng ta có cái quán. Quán nãy giờ Pháp Hòa nói là chúng ta trở về, chúng ta nghe được tận ở bên trong. Mà cái quán này phải do tu tập mới có.
quán chiếu này nó có khả năng nó soi sáng như mặt trời, chiếu phá tất cả những cái tối tăm. Bây giờ mình nói tới âm. Quán có 5 cái quán: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. 5 cái quán. Bây giờ mình nói âm. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói có 4 âm: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. 4 cái tiếng âm này nó hơn tất cả những thứ tiếng khác, gọi là thắng bỉ thế gian âm. Diệu âm là gì? Là âm thanh vi diệu. Âm thanh vi diệu. Người có lòng thương, cái lời nói của họ cũng toát ra được cái chất liệu của từ. Quý vị có tin được điều đó không? Người mà có lòng từ, tự nhiên cái lời nói của họ mình nghe trong đó cũng có được cái chất liệu, cái phẩm chất của lòng từ. Đó là diệu âm. Diệu âm là cái tiếng vi diệu của Bồ Tát. Phạm âm là gì? À, diệu âm, quán thế âm. Quán thế âm tức là nghe cái tiếng của thế gian mà thực hiện. Cái tiếng này gọi là tiếng cao quý. Pháp Hòa nói ví dụ như một cái người nào đó, họ làm lỗi với mình, họ đến họ xin lỗi mình, thì cái điều đó rất là quý, chúng ta cần phải trân trọng. Có những lời xin lỗi rất chân thành, rất cao quý. Bởi vì thường thường chúng ta sống với cái ngã, sống với cái ta, chúng ta ít khi nào chịu hạ mình mà nhận lỗi. Mà nếu người nào đó hạ mình mà nhận lỗi với mình thì mình biết là cái lời đó người đã nói ra cao quý lắm. Có một câu chuyện rất là thật, nó xảy ra ở trong cái đời sống ở bên này. Là một cái gia đình đó có 5 mẹ con. Thì cái cô con gái không biết lỡ nói cái gì mà làm cho người mẹ buồn, và người mẹ dọn ra ngoài ở nhà một người con khác. Thì cái hôm đó cô lái xe, cô chở 4 người con của cô đến nhà của bà mẹ ruột để mà xin lỗi mẹ. Thì khi đến thì cô quỳ xuống và cô xin lỗi. Con không biết con đã lỡ nói cái gì làm mẹ buồn, mà con nghĩ hoài con nghĩ không có ra. Thôi thì bây giờ con không biết vì cái gì, nhưng mà con cũng xin mẹ tha thứ tất cả những lỗi lầm cho con. Con xin lạy mẹ và con xin lỗi mẹ, và con xin mời mẹ về. Thì người mẹ nghe xong thì ngoảnh mặt chỗ khác và đuổi cô ra khỏi nhà, và nói rằng không có cần cho những cái lời xin lỗi đó, và từ nay về sau không có muốn nhìn cô là con nữa. Thì trong khi mà đi ra như vậy, cô chở 4 người con trên đường về ở trên freeway, và tâm trí cô thơ thẩn và nghĩ hoài không ra vì sao mẹ mình với mình đi đến cái tình trạng bế tắc như vậy. Thì trong khi mà cô nghĩ miên man như vậy thì cô bị đụng xe. Và cô không có chết, 4 người con cô cũng không chết, nhưng mà 5 mẹ con cô bây giờ trở thành người phế tàn tật hết, ngồi xa lăng hết. Cho nên cái câu chuyện đó nó để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, nếu chúng ta thiếu cái trí tuệ để quán,
thiếu cái thanh tịnh để quán, lúc nào mình cũng thấy người khác dơ mà không thấy có những lúc người khác sạch, gọi là thanh tịnh quán. Chúng ta không nhận được cái diệu âm, cái quán thế âm, cái phạm âm thì chúng ta có thể sẽ gây những thương tích ở trong lòng mình và trong lòng người. Cho nên cái cách tu của Quán Âm á, không phải là một vị Bồ Tát ở trên tượng, mà là một Bồ Tát rất linh động ở trong từng trái tim của chúng ta. Chúng ta ai cũng có trái tim, ai cũng có tình cảm, ai cũng rung nhịp, và chúng ta ai cũng có sự tư duy của mình. Thì làm sao chúng ta tư duy, suy nghĩ, quán chiếu? Ở đời này chúng ta đi tìm một người hoàn hảo chắc có không? Thí dụ mình gặp một cái người nào mình thương, mình nói người này là cái người tuyệt của tôi, đây là phân nửa của tôi đang đi tìm bao nhiêu năm nay. Nhưng mà tới hồi về sống một tháng, hai tháng, một năm, nhiều năm thì bắt đầu phân nửa đó mình thấy giờ nó ổng keo, nó bị xúc. Cho nên mình đi tìm có được. Và cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có thể tha thứ, có thể bao dung được thì chúng ta cứ làm. Tại vì chúng ta không có cơ hội để mà tha thứ, để mà bao dung cái người kia. Ai biết được mình hay người. Xin thưa đại chúng là gần đây Pháp Hòa thường hay quán chiếu một cái câu: cái chết và ngày mai không biết cái nào tới trước. Gần đây Pháp Hòa hay quán cái câu này. Mình nói ngày mai, và bây giờ mình suy nghĩ cái chết với ngày mai, cái nào tới trước với mình? Chưa chắc mình có ngày mai. Cho nên mình thấy như vậy để nó thành ra một cái đề mục cho chúng ta quán chiếu rằng nếu chúng ta tha thứ được, tha thứ. Mà thề thốt làm chi? Mai mốt mẹ chết, cha chết, con đừng có tới để tang. Mấy đứa tới là tao xì. Mình nói những câu đó nó làm cho mình nặng nề và khó giải thoát. Cho nên á, bốn âm: diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Hải triều tức là những tiếng sóng. Những tiếng sóng đó nó có khả năng nó đưa rạc ra ngoài những cái tiếng buồn khổ. Thường thường á, cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường sống theo bốn chiều: ra, vào, rồi gì nữa? Lên, xuống. Quý vị nghĩ có phải là hàng ngày chúng ta sống theo bốn chiều không? À, thí dụ như từ ngoài kia đi vô rồi đi vào, lát xong thì đi ra. À, quý thầy ra, cái quý thầy lên lầu, lên lầu lát thì xuống lầu. Vậy thì một ngày chúng ta luôn luôn sống với bốn chiều: ra, vào, lên, xuống. Cuộc đời này cũng vậy. Đôi khi chúng ta chỉ sống với cái ra, cái vào mà chúng ta quên quán cái lên với cái xuống. Thí dụ như bây giờ á, mình muốn rình ai đó, mình ngồi góc mình nó để lát cho nó ra biết. Phải không? Tôi ngồi đây nghe, mà cái người đó vô nói cho tôi biết để tôi đi chỗ khác. Mà chúng ta quên rằng cuộc đời của chúng ta có những lúc nó thăng hay là nó trầm, lên với xuống. Diệu âm là ra, quán thế âm là vào, phạm âm là xuống, hải triều âm là lên. Ra, vào, lên, xuống. Đó là bốn âm. Rồi đôi khi chúng ta nghe được cái âm, có thể ngày xưa mình giàu, mấy năm sau mình làm ăn lỗ lã, mình sung dốc.
Vừa rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài báo, mà bài báo này thì cũng lâu rồi nhưng mà mình chưa được đọc. Thì tình cờ đọc lại cái bài đó, thì trong báo nó có đăng một cái cô tài tử người Hồng Kông. Ngày xưa cô là một nữ tài tử điện ảnh Hồng Kông rất là đẹp. Và sau hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm là hai người yêu của cô đều tự vẫn hết. Và cô người nào cũng cũng thương rất hết lòng, nhưng mà không biết là sao những người đó buồn cái gì rồi tự vẫn. Thì cô buồn khổ quá và cô lang thang ở trên khắp nẻo phố, ăn đi xin ăn đi ngủ góc đường. Và bây giờ tuổi chưa đầy 50 mà tóc bạc hết và da nhăn và thất thiêu ở ngoài vệ đường. Và người ta chụp cái hình đó và người ta đưa lên báo với cái sự chú thích là cái sự lên xuống thăng trầm của một người nữ tài tử. Thà nữ ra mình trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái lên cái xuống, cái ra cái vào vậy. Thì nếu mà cuộc đời này nó có như vậy thì chúng ta cũng sẽ quán lại bằng cái chân quán, cái thanh tịnh quán, bằng cái trí tuệ quán. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta cuối cùng chúng ta hiểu được cuộc đời là như vậy, có lên, có xuống, có ra, có vào. Thì chúng ta nghe được những cái âm thanh của cuộc đời này. Mà nghe được như vậy rồi thì chúng ta tự tại. Cho nên chúng ta gọi là quán tự tại. Quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu không? Quán tự tại Bồ Tát hành thấp Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu năm, khi dùng bát trí tuệ Bát Nhã nhìn sâu vào mọi, vào năm uẩn, thấy đều là không, cho nên ngài vượt tất cả mọi khổ. Chúng ta vượt được tất cả mọi khổ ách là vì chúng ta thấy được tất cả các pháp đều là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như huyễn. Duyên sinh đâu có thật. Bây giờ quý vị thấy không? Hoa cẩm chướng nè, hoa hồng nè, tất cả mấy cái hoa lá này gom lại tạo cho nó một cái duyên để mà nó có cái một cái vật trên bàn chúng ta gọi là bình hoa. Nhưng mà rồi một tuần lễ sau thì bình hoa này nó là sao? Nó héo, nó mất hết. Đó. Vậy thì cái bình hoa này là duyên sinh, do nhiều cái duyên nó kết tụ lại thành một bình hoa. Nhưng mà đã là duyên sinh thì nó không có thật, nó tạm có thôi, mà chúng ta gọi là không đó. Mà chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là không thật có, chứ phải không phải là không có gì. Mình là Phật tử đọc Bát Nhã Tâm Kinh phải hiểu cái chữ không cho rõ. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là không thật có, not real. Không có nghĩa là nothing, không có nghĩa là totally empty, mà nó chỉ có nghĩa là có nhưng mà không thật có. Nó có mà nó không có thật. Ngay cả cái thân con người mình cũng đâu thật. Mình sống đây là toàn duyên sinh mà. Buổi sáng mượn một ly nước, lúc khác đó mượn thôi, rồi hai tiếng sau thì trả. Đói bụng mượn một chén cơm, một hai tiếng sau trả. Như vậy thì cái ăn cái uống có phải thiệt của mình không? Mượn. Hơi thở này cũng mượn nè. Hít một hơi vô là mượn, thở một hơi ra là trả. Cuộc sống của mình từng giây phút mượn trả hết. Mà chính chúng ta không thấy, không quán được cái đó, cho nên cái nào chúng ta cũng ôm chặt hết, cái nào chúng ta cũng chấp chặt hết. Bây giờ mình nghĩ cái trên cuộc đời này có cái gì mà nó bền không? Ngay cả cái mà chúng ta quyết định là tình yêu mà chúng ta nói cũng không có bền. Ta hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được cái đạo lý không. Mà đạo lý không đó là quán trí tuệ rộng lớn. Cái bàn do gỗ đinh
dán rồi ốc gì đó gom lại đóng lại thành cái bàn, nhưng mà rã hết tất cả ra thì không có gì bàn hết. Chúng ta gọi là đinh, là ốc, là dán, là gỗ, là gì đó, chứ không có cái gì kêu cái bàn hết. Nhưng mà tất cả những thứ không phải là bàn rồi chúng ta đóng lại để gọi là cái bàn. Hiểu được như vậy, ngay cái sắc chúng ta vẫn thấy không, cho nên gọi là sắc tức là không. Ngay cái hình sắc này chúng ta vẫn thấy nó là không phải cái bàn, mà nó gom lại để thành là cái bàn. Không cần đợi khi nó rã rời ra thì chúng ta mới gọi là không. Ngay khi nó còn là sắc, với cái nhìn sáng suốt, chúng ta vẫn thấy nó là không. Đó. Rồi cái không mà chúng ta vẫn thấy, trong cái không đó nó cũng nhiều thứ sắc để tạo ra cái không. Cho nên hiểu như vậy rồi cái tâm mình nó tự tại. Mà tự tại thì gọi là quán. Vì sao mà được tự tại? Vì chúng ta có quán chiếu thâm sâu, cho nên gọi là tự tại. Tự tại là người không bị ràng buộc. Chứ cái người mà người ta không bị ràng buộc, người ta làm thơ được. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Rồi nhạc sĩ thì nó tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. À, hiểu như vậy là tự tại đó. Thôi thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong cái giờ phút ngắn ngủi, và Pháp Hòa nói hai chữ phổ môn trong hai buổi nói chuyện trước, và hôm nay chúng ta nói hai chữ quán âm. Thì xin thưa lại đại chúng là quán khác với quan. À, quan là nhìn bên ngoài, quán là nhìn bên trong. Quán thì có năm, tức là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Có năm cái quán này trong suốt rồi thì như là một mặt trời chiếu soi và thấy rõ tất cả. Còn nói về âm thì có bốn thứ âm là diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Tất cả những cái tiếng đó nó gom lại, nếu chúng ta thấu được nó thì nó là thứ tiếng mà vượt tất cả tiếng đời, cho nên gọi là thắng bỉ thế gian âm. Người ta mắng mình, nhưng mà mình không có giận, là tại vì mình thấy cái tiếng mắng này là cái tiếng thành tựu cho mình được cái pháp nhẫn nhục. Ngày hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện, Phật tử cứ than phiền là chùa nào cũng có ông bà chằn. Vô trong chùa ở trong quãng thời gian là từ một cái người mà không biết gì hết là bây giờ là hết biết luôn. Tại vì sao đó? Thôi đừng nói tới bà đó, tôi hết biết bà rồi. Tức là người ta than phiền là trong chùa thường có mấy bà công quả mà giữ. Cái thì có một vị thầy, thầy nói con ơi, mình tu á thì mình phải chịu khó, nhẫn nhục, nhịn nhường. Rồi nhiều khi á mình phải có những cái người như vậy để chúng ta thử được cái sức lực gọi là nhẫn nhục, từ bi của mình. Không lẽ bây giờ mình đi ra đường mình chọc chúng chửi để thử sức mình sao? Thôi bây giờ trong chùa có một hai bà chửi free, miễn phí, cứ nghe. Bả mà rầy ra, mình mà bả rầy miễn phí mà để thành tựu được sự nghiệp của bà thì mình phải làm sao? Thế thì con phải học hạnh thường, bất khinh, cung kính lễ những phàm phu tục tử. Trong kinh Pháp Hoa có phẩm thường bất khinh. Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiếm bao. Vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sinh từ lòng đất. Đi kiếm thiên thần trên trời. Nhưng mà có những phép lạ đặc biệt là từ dưới đất đi lên, tức là từ những con người phàm phu tục tử mà cho chúng ta được cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Quý vị hiểu ý không? Muốn kiếm người cõi trời thì chỉ trên trời tội lắm ai ơi. Nên mình mới muốn làm người trần gian, tại vì lên trời hai đứa hai nơi.
không có cơ hội tiếp xúc, không có thử được lòng, phải không? Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sinh từ lòng đất. Ai từng thấy mà lòng không chất ngất? Quý vị thấy sau một mùa đông thì cỏ cây ở dưới đất nó mọc lên, đúng không? Mọc lên. Chúng ta cũng thế. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu chúng ta không chịu được sương gió thì chúng ta không phải là một đóa mai vàng đẹp. Nếu chúng ta không phải là những cái cây mạnh ở dưới lòng đất, mùa đông tuyết phủ, vậy mà hết mùa đông thì hoa lá đâm chồi cũng như thế. Ở ngay trong thế gian này mà chúng ta hiển lên được những cái đức hạnh của cái sự tu hành. Ở trong lửa đỏ, ở trong nước sôi, ở trong cái chỗ mà có quỷ la sát mà niệm Quan Âm một cái thì được bình an hết. Có đọc cái đó trong Phổ Môn không? La sát là gì? Là những cái giây phút mà mình nóng giận lên á, mình nghiến răng, mình trợn mắt à, mình nói tao mà có cây tao đập mày chết. Đó, cái giây phút đó là la sát đó, phải không? Rồi mình bị cái nó đắm, nó nhận chìm ở trong cái nước. Rồi trong phẩm Phổ Môn nói người nào mà đi tìm bảo vật như là san hô hổ phách gì đó, nhớ không? Rồi mà bị la sát mà răng đe mình, rồi mình sợ mình niệm Quan Âm đó. Đây, san hô hổ phách chân trâu mã não là cái gì? Đó là cái pháp bảo của tự tâm. Mình muốn thành tựu được đạo nghiệp của mình thì phải có những cái thử thách. Không có những thử thách như là la sát, nước trôi, lửa đốt thì làm gì chúng ta có cơ hội quán chiếu lại để nghe được cái âm thanh của mình mà chúng ta đến được bờ bình an. Cho nên nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Quý vị, một mùa đông rồi mới, một cái lạnh rồi thì mới có hoa mai. Thì hôm nay Pháp Hòa về lần đầu tiên thăm chùa Lâm Tỳ Ni nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Âm và an vị tôn tượng của Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nói hai chữ Quan Âm. Và kết cuộc thì chúng ta tự nói với mình, nếu chúng ta có một người nghe sâu, quán kỹ và với lòng từ bi rộng lớn thì chúng ta có thể đáp ứng được muôn nơi, vì lời thệ của chúng ta rộng sâu như biển, cao ngất như núi Tu Di, không có ai xô ngã được. Mà lỡ ai xô ngã mình rơi xuống núi Tu Di thì mình niệm Quan Âm ta là trở về, thì tự nhiên thần lực của Quan Âm giúp cho mình như mặt trời treo giữa, không có lung lay. Bị gông cùng xiềng xích mà niệm Quan Âm thì gông cùng xiềng xích liền bị đứt hết. Gông cùng xiềng xích là gì? Là những sự chấp chặt ở trong lòng của chúng ta không có nguôi ngoai. Người ta nói một câu, người ta về nhà, người ta ngủ khò, mình lấy câu đó mình tự mình gắn vô người mình, đủ chỗ hết để cho chúng ta bị gông cùng xiềng xích. Để rồi một ngày nào đó chúng ta tỉnh giác, chúng ta trở về, chúng ta niệm được tại sao trời, tại sao tôi khổ. Người ta khổ, bây giờ mình yêu nhiều quá mình bị khổ, cái tự nhiên tuệ giác nó sinh. Tôi bị khổ vì tôi yêu không phải chỗ. Khi mà khổ nhiều quá tuệ giác nó sinh. Quý vị có đồng ý vậy đó? Cho nên cái người mà người ta bị hụt hẫng nhiều lần, cái tự nhiên ta có trí tuệ, ta phải làm sao? Thôi thì xin cầu chúc cho đại chúng lúc nào cũng có được cái hạnh nguyện của Đức Quán Âm ở trong mình. Và xin thưa, khi hiểu được rồi thì Quán Âm không phải là những hình ảnh bên ngoài nữa, mà ở trong ngay trong tâm hồn của chúng ta, có được cái nhìn sâu, nghe rộng và ứng kịp được tất cả muôn nơi mọi nẻo để thể hiện lòng từ của mình. Vì chúng ta là một vị có tổng trì, và chừng đó có cái tâm từ bi vô ngại,
thì chúng ta có thiên thủ thiên nhãn. Hay là ngược lại, vì có thiên thủ thiên nhãn, có tấm lòng từ bi vô ngại, có sự tổng trì tất cả, cho nên chúng ta thành tựu được đại bi chú. Chú hay là chân ngôn đều là cùng một ý nghĩa, tiếng nói từ trong trái tim của mình. Xin chúc đại chúng có một ngày lễ thật bình an. Thôi thì nãy giờ Phúc quý vị ngồi nghe cũng mệt vì trời nóng, thôi Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Quý vị thích nghe cổ nhạc hay tân nhạc? Cả hai luôn. Thôi bây giờ xin hát cho đại chúng nghe bài vọng cổ ha. Quý vị nghe bài mẹ được không? Trong căn nhà dột cột xiêu thiêu trước hụt sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình đã gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru êm má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tối về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình trĩu nặng làm sao khi mất.
Con nghe lòng mình chịu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lòng bao đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ. Bây giờ xin đại chúng cùng hát một bài bài gì ngắn ngắn. Quý vị muốn hát chung bài gì? Ai bán thế là khổ. Rồi giờ xin đại chúng mình cùng hát bài Tu Là Vui ha. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cây với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu. Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm. Ngồi tụng kinh cái bàn nó rung rinh, vì nó xúc cây đinh. À Di Đà Phật, xin cảm ơn đại chúng. Và xin thưa đại chúng là để góp phần vào cái quỹ tổ chức đại lễ hôm nay, cũng như trang trải chi phí cho tôn tượng cũng như mọi sự xây dựng ở ngôi Tam Bảo Lâm Tỳ Ni này, thì quý Phật tử cũng có thiện chí giúp thầy trụ trì và ban hộ trì Tam Bảo chùa Lâm Tỳ Ni một tay bằng cách là tổ chức bán vé số sổ số vui 5 đồng một vé, và có đâu hình như là mấy giải trúng đó. Và pháp quà thì chỉ nhớ được có một giải một à, đó là giải độc đắc bằng cái iPad. Thì quý vị có lòng thì xin phổ cúng dường, như ngày hôm qua pháp quà nói đó. Phổ cúng dường nghĩa là mình cúng cùng khắp, mà không bất cứ một cái hình thức nào có thể hộ trì cho được cái Phật sự của chùa thì chúng ta đều phát tâm. Thì xin kính mời đại chúng phát tâm ủng hộ chút xíu nữa, rồi quý vị phát tâm 5 đồng vé 2 giờ này sổ. Quý Phật tử Montreal đó còn nhiêu tiền móc hết mua vé số. Xin mời đại chúng hồi hướng. Trước khi dứt lời, xin cảm ơn quý thầy đã hộ niệm cho con, và xin cảm ơn tất cả quý Phật tử trong suốt 3 ngày qua đã đến thăm Pháp Hòa và tham dự những buổi sinh hoạt này. Cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm được an lạc, gia đạo bình an, dưới sự chở che ban an lành của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và xin đại chúng cùng chắp tay hồi. Mình á, cái gì mình cũng chứa, mà chứa nồi xảo được. Quý vị thấy không, fast food á, ăn thì mau mà tiêu thì lâu, ăn khó tiêu lắm. Mấy cái fast food đó cũng như vậy, con người mình đó, dễ giận mà lâu tiêu lắm, y chang như fast food vậy. Ra thử mua một cái burger, một cái fries, ăn xong rồi dầu rồi mấy cái đồ trong đó, ăn order mau lắm, 5 phút 10 phút là con có order rồi. Fast food, nhưng mà ăn fast food lâu tiêu, rồi uống coca cola vô nữa cho nó mau tiêu, mà mau tiêu đâu không thấy, mà thấy nó mỡ nó còn nguyên trong đó. Cho nên cái cách của mình ăn rồi phải uống nước nóng để cho nó tiêu dầu mỡ,
Còn Ấn Độ Mỹ là ăn lúc nào cũng có ly nước lạnh, cho nên bao nhiêu mỡ dậu đóng vô hết lâu ngày nghẽn tim. À, cho nên thưa đại chúng, ngay cái tên thôi đó, bây giờ mình thấy tên chùa rồi hiểu Phật đó, tướng hợp tướng của Phật. Thí dụ như Phật Di Lặc là biểu tượng cho từ bi hỷ xả, như cái bụng của ngài Phong Hòa nói câu nãy đó, bụng của ngài lớn khó có thể dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều đời này người đời khó chứa, mà ngài cũng hay xả những điều mà thế gian này khó xả. Rồi đi lại Phật Di Lặc xong, qua kia có Đức Quan Âm, à có cái nhành dương liễu, con nguyện học cái hạnh của ngài, quyển chuyển tùy duyên. Cái nhành dương liễu hễ gió thổi qua trái nó theo trái, ngưng rồi cái nó trở về đó, quyển chuyển tùy duyên. Qua bên này lễ Đức Địa Tạng, ngài cầm Minh Châu tích trượng. Tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên trì, Minh Châu là lòng sáng suốt, tâm có sáng suốt, chí có kiên trì thì ai bẻ lên nổi. Lại hai Bồ Tát sau rồi ra làm sao? Lại Tổ Đạt Ma. Rưỡng sau Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép, hỏi còn chiếc kia đâu rồi, nó on sale. Một chiếc dép của Tổ Đạt Ma muốn nhắc nhở chúng ta rằng đừng có chấp trước. Nếu hai là có đối đãi, nếu hai là có đối đãi phải trái hơn thua đúng sai, xanh trắng vàng đỏ vân vân, nhưng mà cái một thôi. Cái một mà ngài muốn nói đó là gì? Cái một mà chiếc dép ngài muốn quẩy đó là gì? Nói cho tất cả chúng ta biết rằng đừng có lọt vào một trong hai cái phân biệt. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Cho nên quý vị thấy không? Rồi đi ra dòng cái tới hộ pháp. Hộ pháp ngài đứng ngài cầm cái chài kim cang, mình tự mình nhắc nhở mình, ngài hộ pháp, con đây cũng hộ pháp, nhưng mà trước khi con hộ pháp, con xin pháp hộ cho con. Pháp phải hộ mình trước khi mình hộ pháp á. Cho nên trong kinh có câu dĩ pháp hộ pháp. Dĩ pháp hộ pháp là sao? Phải lấy pháp, phải lấy Phật pháp để mà hộ trì pháp Phật. Mình không dĩ pháp hộ pháp, mình dĩ phàm phu thế gian hộ pháp không sao được. Qua lại ông hộ. Đối diện bên này là ông gì? Ông Tiêu Diện. Quý vị thấy ớn không? Trên đầu nổi lên ba cái ngọn núi, mặt phun lửa, cái mặt phun lửa cho nên mới gọi là diễn nhiên. Chữ diễn là mặt, chữ nhiên là lửa, diễn nhiên tức là mặt lửa. Ông Bồ Tát mặt lửa gọi là diễn nhiên. Mình tụng hoài cái câu Nam Mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát. Ngài cầm cái cờ đó kêu là cờ lệnh thống lãnh. Bên này tượng trưng cho ông Thiện, bên này là tượng trưng cho ông ác. Nhưng mà trong nhà chùa là dung nhiếp hết cả thiện với ác, phải không? Thiện ác dung hợp vào đây để trở thành ra một cái đạo tràng. Mà nhà Phật là từ bi bình đẳng, cho nên không bỏ một ai. Mà chính từ bi bình đẳng vậy, cho nên lúc Phật nói kinh Pháp Hoa đó, hào quang của ngài phóng một cái lên tới đỉnh trời, xuống tới địa ngục. Mình nghe mình nói chuyện unbelievable, làm gì mà có ai mà phóng gì mà lên tới điện, lên tới thiên đường địa ngục. Nhưng mà cái đó là biểu tượng. Lòng từ bi mà có rồi thì thiên đường địa ngục gì, tới ý nói người tốt người xấu gì, chúng ta cũng dung nhiếp được hết. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Liên Hoa là vậy, mình đi chùa Liên Hoa là vậy đó. Bây giờ lỡ lúc nào đấy, cái đó không có được thôi, mình phải học hạnh của Liên Hoa. Chỗ nào ai mà người ta chưa biết Liên Hoa, mình làm sao cho ta thấy được Liên Hoa. Đời này mình sống, mình tu, lấy Liên Hoa làm biểu tượng nhắc nhở mình, đừng có lo mai mốt chết không có được cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. Đó, tại vì hiện đời bây giờ mình sống, mình đã lấy Liên Hoa làm phụ mẫu của mình rồi, làm cha mẹ của mình rồi. Mỗi khi phiền não gì nó tới thì tự chúng ta nhắc mình là Liên Hoa đang ở trong buồn,
nhờ bụng mình tiến tu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái khó khăn thì chúng ta vượt được, thì chúng ta học được cái biểu pháp của Liên Hoa. Mà thưa đại chúng, một khi á, bây giờ Pháp Hòa nói cái này, thí dụ hôm nào mà quý vị có thể qua được một cơn bực bội, buồn giận, tức tối, quý vị vui không? Vui lắm. Thật sự mình tu á, mình không có giỏi đâu, không có phải lúc nào mình cũng kềm chế được cái phiền não của mình đâu. Nhưng mà hôm nào mình kềm chế được mình vui, vui lắm. Pháp Hòa vậy đó. Bởi vì mình biết mình tu còn dở, cho nên mỗi lần mà phiền não gì nó đến, mình vượt được nó, trời mình vui thì mà vui. Mình thấy một cái dở gì mình có thể khắc phục được, mình hoan hỷ lắm. Tại vì mình biết phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Nhờ mình thấy mấy cái đó, cho nên một khi mình vượt được cái gì, cái mình hoan hỷ, mình vui mừng. Đó là cái ý như vậy. Cho nên á, khi mình là cái người tụng kinh Pháp Hoa thì không phải là mình tụng mấy bộ mới kêu là linh thiêng hay là Phật độ gì đâu. Quý vị nhớ có một vị đó, ông đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà lại đầu không có xác. Lục Tổ mới nói á, lại là để tỏ bài cung kính mà không có lại xác đất chi bằng đừng có lại. Thì cái ông này mới nói tôi tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, cho nên ý nó tôi công đức nhiều, tôi không cần phải lại lùn chi vậy. Lột tổ mới nói là sao? Khi mê thì Pháp Hoa độ, khi mê thì độ Pháp Hoa, mà khi tỉnh thì Pháp Hoa độ. Ý nói khi mình mê là mình bị cái tên kinh nó lôi mình mê lầm. Khi mê thì mình độ Pháp Hoa, nhưng mà khi mình đã được cái ý nghĩa của Pháp Hoa độ mình rồi, mình là người ngộ. Cho nên tổ mới trả lời khi mê thì độ Pháp Hoa, khi tỉnh thì Pháp Hoa độ mình, phải không? Đó, cho nên bất cứ một ngôi chùa nào, rồi bây giờ hình Phật cũng giúp cho mình học hỏi tinh tấn tu, tên chùa cũng giúp cho mình tinh tấn tu, rồi giờ tới cái pháp danh của mình. Ai cũng có cái pháp danh hết, nếu mình là người quy y, ai cũng có pháp danh hết, người nào tên cũng đẹp. Ví dụ một vị nào đó pháp danh là Tâm Quang. Tâm là lòng mình, quang là ánh sáng. Tâm Quang tức là người này lúc nào trong lòng cũng tỏa ra ánh sáng của trí tuệ. Mà người mà có ánh sáng trí tuệ thì làm sao sống mê lầm được. Vậy thì Pháp Hòa nhắc sơ bạn chút xíu vậy đó, để cho đại chúng thấy được cái ý nghĩa là tại sao trong nhà Phật, Phật ngồi trên hoa sen, rồi Phật tử chúng ta gặp nhau cũng chắp tay hoa sen. Rồi bây giờ có những chùa tên là chùa Liên Hoa, ở South Carolina có một chùa nữa tên là chùa Hoa Sen. Chùa này nói tiếng Việt nguyên chất luôn đấy, thay vì Liên Hoa nó chùa Hoa Sen. Vừa rồi Pháp Hòa đến nó giảng, Pháp Hòa mới nói nếu nói cho người miền Nam là chùa bông sen. Rồi bây giờ ở đây mình có mấy câu hỏi ha, để Pháp Hòa giải thích. Tại sao khi người trong gia đình mất đi thì phải cúng thất? Có phải khi người thân mất đi thì gia đình không được khóc và nước mắt không được rớt vào người chết? Có phải đó là điều không nên không ạ? Dạ thưa, không phải thế ạ. Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa đó, khi một con người mất đi, người nào cực thiện thì liền sanh về cõi lành, người nào cực xấu liền đọa vào chỗ xấu. Nhưng mà phần lớn chúng ta là người thiện cũng có, mà sao? Xấu cũng có. Cho nên khi mình mất đi, trải qua một thời gian khoảng 50 ngày để có thể phân định cái nghiệp của mình sanh về chỗ nào. Đó là theo cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa. Và khi cái thân hiện tại chúng ta mất đi,
chúng ta thọ một cái thân khác, mà cái thân này là tạm thời, giống như mình rời khỏi Việt Nam mà chưa qua nước Mỹ thì ở trại tị nạn gì đó để chờ định cư, thì cái thân trung ấm nó cũng vậy. Mà cái thân này á, nó chỉ có thể kéo dài 7 ngày thôi. Tại sao không là con số khác mà là con số 7? Bởi vì con số 7 là con số thành tựu của tất cả các pháp. Thí dụ như nhạc có 7 nốt, thấy không? Mà con số 7 là con số thành tựu, cho nên tụng kinh tụng 7 biến. Nếu ai không tụng 3 lần thì tụng 7 lần. 3 lần là con số tối thiểu để xác định, 7 lần là con số để thành tựu. Cho nên tụng kinh thường là 1 tụng 3, 2 tụng 7. Cũng có người đặt câu hỏi, vừa rồi có một vị Phật tử phone có bà nói: con thắc mắc là tại làm sao không tụng số chẵn mà cứ tụng số lẻ không? Rồi có cái này nữa nha. Bữa đó cái cô đó cô đi chùa, cô tụng chú Đại Bi. Cô tụng tới cái biến thứ tư, cái cổ phải bận việc, cổ nhìn đồng hồ hết giờ, cái cổ đi, cái bà bạn kéo lại nói: chị không được tụng 4 biến, chị phải ngồi ráng đây tụng tới 5 biến chị mới được đi, không được tụng số chẵn. Thì cái cô này cổ phải ráng cổ ngồi mà trễ việc cô còn xong, cái cổ mới về cổ phơi, cổ thấy con đi chùa mà con tụng tới cái biến thứ tư con bận con đi về, cái bị người ta kéo con lại phải tụng đủ 5. Như vậy tại sao phải tụng số chẵn mà không tụng số lẻ? Tụng số lẻ mà không tụng số chẵn. Phong Hòa mới nói: cô muốn lẻ muốn chẵn gì đó là quyền của cô, chẳng có ông Phật nào ngồi đó đếm sổ cho cô hết. Không có ông thần thánh nào đó mà ngồi ghi sổ coi coi mình tụng lẻ chẵn gì. Nhưng mà con số đó là trong cái thế gian của chúng ta. Thí dụ như á, thường thường mình nói là có tứ đại đó, đất nước gió lửa. Nhưng mà thật sự ra nếu thành tựu một con người, nó còn thêm ba cái yếu tố nữa, đó là kiến thức và không. Bảy cái số đó: đất nước gió lửa, kiến thức không, thì bảy cái yếu tố đó mới hình thành một con người. Thì bây giờ con số 7 là con số để thành tựu. Cho nên Phật ngồi thiền 7 ngày 7 tuần chết đi phi vô vậy là. Cho nên đó, cái này là cái kinh nghiệm của chư tổ để nhắc nhở, nói lại cho chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta không thích cúng thất, chúng ta cúng cúng bát cũng chẳng sao. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ ở đây có nhiều chùa đâu có cúng ngày thường, không cần biết cái tuần chủ nhật đó là mới có 4 ngày 5 ngày nhưng mà cũng về chùa cúng thất, có phải không? Em biết sao thuận tiện thôi, mà cúng sao trong vòng 49 ngày. Thật sự cái đó là một cái biểu tượng. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, người thân mình mới vừa chết rồi, xong cái mình quên chân, mới chết đi chôn thứ bảy cái chủ nhật mở bạc đi rồi. Mình thấy theo cái quan niệm của mình là thấy nó có cái gì nó ngắn ngủi, nó lạnh lẽo quá đi. Cho nên mình cũng bày ra thêm vài cái lễ cúng nữa để cho mình vẫn giữ cái người thân của mình. Người thân mình mới vừa mất, cái phòng khoan dọn, mới vừa mất xong dọn dẹp sạch sẽ rồi hút bụi rồi dọn hết, thì tự nhiên giống như mình trong tiễn vong để mình dọn dẹp. Cho nên rồi thường thường là người ta không có dọn dẹp liền, người ta để 1-2 tuần sau, thậm chí 5-7 tuần sau người ta dọn, để nó nói lên mình cũng còn hoài niệm về cái người mất đó. Cũng giống như cái lịch sử khách, mình đưa khách ra cửa, mình đợi khách đi thì mình mới quay lưng vô. Chứ thường mà thí dụ như bây giờ mình vừa ra cái dạ chào anh, cái bước vô đóng cửa cái rằm, cái tự nhiên người khách cũng có cảm giác là giống như chắc nãy giờ trong cái quề lắm hay sao. Đó là cái quan niệm của mình, phải không? Khi mình đưa khách ra mình cũng phải đứng chờ chút chứ, không lẽ khách vừa ra khỏi cửa mình đóng cửa lại thì khách có cảm giác như là mình nãy giờ mình trong khách đi. Cho nên trong cái lẽ đạo, trong cái đời sống giữa người chết với người sống nó cũng vậy, chúng ta cũng cư xử như vậy. Cho nên chúng ta cúng không cúng, bây giờ thí dụ như mình không phải đạo Phật, người đó không phải đạo Phật họ không cúng rồi sao? Cúng hay không cúng, người đó vẫn phải theo cái nghiệp lực của họ đi. Nhưng mà nếu chúng ta có cúng, thứ nhất đối với người còn sống có một cái gì đã ấm cúng đối với người mới mất. Cái thứ hai là nếu cái thần thức người mất đó họ chưa có thật sự
họ đi và họ còn lưu luyến người thân, thì nhờ những lời kinh tiếng kệ nhắc nhở họ để họ khai tâm, họ chấp nhận, họ buông xả, họ cầu sanh về những cảnh giới an lành. Vậy thôi. Chứ còn thưa đại chúng, tất cả chúng ta sanh ra đời này là do nghiệp lực nó đưa mình về đây. Mình sanh, cái bản chất của cuộc đời này là do nghiệp. Rồi bây giờ cái gì đưa mình đi cũng nghiệp lực đưa mình đi, chứ có ai đưa mình nổi đâu. Đừng có ban hộ niệm mà tới niệm 80 tiếng mình cũng chưa chắc mình đi nữa, chứ đừng nói là 8 tiếng nếu mình không chịu tu. Bây giờ tâm không hề có một câu Phật, rồi Pháp Hòa tới và tụng, quý vị biết cái gì mà quý vị nhập tâm theo. Bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng ở đây có thuộc cái bài Chú Vãng Sanh không? Có. Cho nên Pháp Hòa, cho dù mình đang nằm đó mà mình ta tới ta tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thì tâm mình cũng duyên theo được, tại vì thường ngày mình có cái câu đó. Còn tâm mình không có cái đó, cho nên rồi mình tới tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, mình nói ra mình nói không, dạ tôi không dạ gì nổi. Tại vì trong tâm họ không có cái câu đó. Cho nên tâm mình phải có câu kinh, thì khi nó tới tụng kinh nó mới ăn nhập với nhau. Tâm mình phải có câu Phật thì tới người ta tụng Nam Mô A Di Đà Phật, còn mình nói Nam Mô A Di Đà Lạt. Tại vì thường ngày tôi biết Đà Lạt nhiều hơn thành Đà Phật. Tâm mình không có tiếp được, nó không có tương ứng. Cho nên đại chúng nhớ là cái gì ta hộ niệm cho mình là phụ, ta tới ta hộ niệm mình là phụ, cái nhân yếu chính vẫn là mình. Nếu mình không thật sự quân tu, nó không đủ lực đưa mình đi đâu nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, chiều hôm nay là chiều Chủ Nhật, mai đại chúng đi làm. Hồi sáng tới bây giờ quý vị nghe Pháp Hòa, nếu ở Hải Phước Hải là cũng 2 buổi rồi, cũng quể quải lắm rồi, gì nữa đâu phải chạy theo không? Nhưng mà bởi trong tâm quý vị có Phật Pháp, cho nên nó mới đi về một cái dòng Phật Pháp. Rồi bây giờ cái người nào mà thích thú ngồi đây, cho nên ngồi mà không mệt mỏi. Còn giờ nể cả bạn bè rủ đi, ngồi cũng ngồi vậy, nhưng mà nghe mà không nghe. Tôi nghe ổng lại nhảy mà tôi nghe nói vậy. Nó có 2 dạng nghe, cho nên nghe Pháp nó có 4 cách nghe. Nghe mà không nghe là sao? Nghe tiếng nói mà không nghe lời Pháp, đó là gọi là nghe mà không nghe. Còn có trường hợp thứ hai là không nghe mà không nghe, nghĩa là ngủ gục. Tôi chẳng nghe ông nói cái gì mà tôi chẳng nghe Pháp gì hết. Có trường hợp thứ ba, nghe mà nghe. Nghe cái gì? Nghe tiếng nói và nghe luôn cả Phật Pháp. Có trường hợp thứ tư là không nghe mà không nghe lào nãy đó, mà nghe mà nghe, không nghe mà nghe, vân vân. Thì như vậy mình phải có cái tương ứng. Bây giờ ha, quý vị mà đi qua Cali, đi qua rồi mang cái tiếng đi thăm bà con, mà qua tới bển chứ thôi, ở gần nhà chị có chùa không? Tôi thích đi chùa. Đó là tại vì trong tâm mình có chùa, cho nên mình đi bất cứ tiểu bang nào thăm bà con, mình cũng hỏi câu ở đây có chùa không, cho chở tôi đi chùa. Còn nếu mình không có cái chùa nào hết, ở đây có cái casino nào gần gần đó. Cho nên hãy cái tâm mình cái gì thì nó tương ứng cái đó. Cho nên thưa đại chúng, hàng ngày mình phải huân tu, thì chừng lúc mình sắp mất, người ta tới mà nói gì mình nghe nó mới thấm. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ cái câu hỏi nè, có phải người thân mất đi trong gia đình không được khóc không? Tại sao không được khóc? Có nhiều người nói khóc đó, cái người mất đó, họ thấy lưu luyến. Trời đất ơi, người thân người ta khóc, mất mà không cho người ta khóc là ráng, mần ráng mà không khóc. Cái khóc là cái cảm xúc, ai cũng được quyền khóc. Bình thường cũng khóc vậy, bình thường vui quá cũng khóc, người yêu bỏ cũng khóc, ăn cay quá cũng khóc. Mà giờ người thân sắp mất mà không khóc là ráng. Người thân khóc, mất khóc, nhưng mà đừng có rên. Mình khóc là cái chuyện cảm xúc, nhưng đừng có rên rỉ, đừng có kêu réo, nó làm não loạn cái tâm mình, thế thôi.
Bởi vì cái người sắp mất họ hoảng hốt lắm. Họ sắp sửa xa rời người thân họ rồi, họ không biết là cái con đường này nó sẽ đi đâu, cho nên tâm họ hốt hoảng vô cùng. Mình tránh đi mọi cái duyên mà làm cho họ hốt hoảng, cho nên tuyệt đối đến thăm người sắp mất là phải giữ sự tĩnh lặng, không kêu réo. Má, thầy tới nè, má muốn gì má nói đi. Má nói được, nãy giờ má nói rồi, đâu phải đợi thầy tới mà mới nói. Ông bà kể cái chuyện này không rồi, mới đây chừng đâu chừng tháng hai tháng, 3 giờ sáng mà Pháp Hòa vô bệnh viện để mà hộ niệm cho một cô Phật tử, cổ bị té rồi, trong nhà là bác sĩ nói là cổ chỉ còn trong vòng vài tiếng nữa mất thôi. Rồi bác sĩ gia đình quýnh quán mới gọi Pháp Hòa mới chạy vô, đi 3 tiếng đồng hồ mới tới. 12 giờ khuya ra xe đi, 3 giờ sáng tới đó. Và vô là vô cái em của cổ mới lắc, chị thầy Pháp Hòa tới rồi nè, thầy Pháp Hòa tới rồi nè, chị có gì chị nói với thầy đi, chị nói đi. Bà lắc, Pháp Hòa nói một bụng, bà nói được là bà tiêu rồi. Trời ơi, người ta bệnh sắp chết mà nói gì nữa, bà cứ lắc lên nói đi. Cho nên mình tránh những cái chuyện mà gọi là ồn náo làm loạn cái tâm người mất. Tới tụng kinh niệm Phật, tụng trong cái thanh thản nhẹ nhàng. Kế đến á, hồi xưa người ta quan niệm á, đây là cái này không đúng trong nhà Phật đâu, đây là phong tục thôi. Người ta không cho mình khóc mà rớt nước mắt lên cái thân thể người mất hoặc là vào quan tài. Tại sao? Vì người ta nghĩ á, cái chỗ đó là chỗ âm, cái quan tài và người mất là âm, còn nước mắt của mình là nước mắt của người sống, sợ lọt vô đó rồi nó lôi mình theo. Đó là một quan niệm mà không cần theo. Mà lỡ mình có khóc mà rớt nước mắt lên người thân á, cũng chẳng có sao hết, đừng có sợ với cái chuyện đó. Cái đó chẳng qua là phong tục. Nếu mình muốn cử thì cứ cử, nhưng mà hỏi lỡ rớt có sao không, chùi. Rớt vô thì chùi chứ biết làm sao. Còn nếu sợ nữa đem máy sấy theo, sấy cho nó ráo nữa hết chuyện chứ gì. Cho nên thưa đại chúng, mấy cái đó, mấy cái trường hợp này nè, chúng ta gọi là tà kiến. Tức là những cái tà là lệch lạc thôi, chúng có gì hết. Thí dụ như buổi chiều mặt trời nó lặn xuống lệch bên, kêu là gì? Bóng chiều tà, phải không? Cho nên chữ chánh là ngay, chữ tà là nghiêng, là lệch, thế thôi. Cho nên chữ tà kiến nghĩa là có những cái suy nghĩ, những cái thấy nó lệch lạc, nó không có đúng với Phật pháp. Chẳng hạn như đại chúng mình đem chè sôi lên cúng Phật, quý vị mang chè sôi lên cúng Phật là quý vị cúng vậy thôi. Chứ còn lỡ mà ngày tuần nào Phật cũng ăn chè, Phật tiểu đường, Phật tử, sao mình biết? Rồi mình đem chén chè lên mình cúng mà mình biểu phải để cái muỗng lên, mà lỡ thiếu cái muỗng nói nãy giờ tội quá, con xin lỗi Phật, nếu nãy giờ Phật ăn làm sao, mà mình cũng quên một điều là Phật là người Ấn Độ. Mà Phật Ấn Độ thì Phật ăn cái gì? Lỡ một quên muỗng cũng có sao, Phật cũng tự xử. Ngại ngùng chi cái chuyện đó. Mà có thấy Phật nào nhăn nói quên muỗng không con? Phật nào cũng quan hỷ ngồi cười. Mà thưa đại chúng, là khổ một cái là con người mình thích cái gì là ông Phật ăn chết món đó. Thử mà mình thích chè sôi nước chan nước cốt dừa, thế là ông Phật cậu cũng ăn nước cốt dừa mỗi tuần. Cho nên là mình nói là cúng dỗ cho ba má, chứ toàn là cúng món mình khoái không ha. Cháu mà cúng ăn cái gì đó. Hỏi kỳ này cúng dỗ mấy món gì là mình đưa ra mấy món của mình. Cho nên nhiều khi có bà nói tội nghiệp các ngài lắm, các ngài bị mình. Cho nên thưa đừng có lo gì đó, đừng có lo chuyện đó.
có nhiều người đó lấy 7 hộp nếp bỏ vào miệng, lấy miếng vàng bỏ vào miệng, có biết không? Có biết cái tục đó không? Tại vì người ta quan niệm rằng á, chết đi rồi phải ngậm ngọc mà đi, cho nên phải đàn ông 7 hộp, đàn bà 9 hộp rồi kiếm miếng vàng mà còn nhớ hồi nhỏ đó nha. Có nhiều gia đình nghèo người ta đâu có tiền, người ta đi nài mua được một miếng bạc thiệt là nhỏ để ta bỏ vô miệng. Vì cái quan niệm người xưa mình bày vậy, cho nên nhà nào cũng phải có cái chuyện đó, còn phải đi mua miếng bạc, nhà nghèo không có tiền đi mua miếng thiệt nhỏ. Bây giờ ở Việt Nam đó, nó làm miếng vàng giả bằng cái chữ vàng, nó bán sẵn luôn ngoài chợ. Ra chợ mua miếng, nó kêu tôi mua miếng chữ vàng bỏ miệng, người ta đưa liền. Cho nên tất cả cái đó là phong tục của mình, chứ không có dính dáng gì với đạo Phật hết. Mà nó cũng chẳng có quan hệ gì với cái chuyện gọi là mình đi tái sinh cõi nào hết trơn á. Rồi có nhiều một cái phong tục là mất đi phải cầm cây quạt, rồi bên này cầm cái roi, cầm thêm bịch bánh tay nữa, biết chi không? Người ta quan niệm là trong cõi âm á, trên đường đi xuống suối vàng á, rủi mà chó nó có sủa thì mình lấy bánh tay mình dục cho nó ăn, cái mình lấy cái cây mình đuổi nó đi. Đó là qua đó, mình sống mình nghĩ sao, cho nên mình nghĩ sao là mình cũng gắn vô cho cái người chết y hệt vậy đó. Ở trong túi, trong mai hai cái túi nghe, bên này phải làm cái túi bánh tay, rồi bên này cầm cây quạt với lại cái cây roi. Hỏi để chi vậy đó? Trên đường đi xuống suối vàng, chó nó lỡ nó có sủa hay không, hoặc con gì nó cản trở thì giúp cái miếng bánh tay cho nó ăn, lấy cái cây đuổi nó đi, còn mình phe phẩy mình đi. Rồi khi mà ta coi bói mà ta nói à cái người này chết trùng nha, cho là quăng bộ bài tứ sắc vô trong quan tài liền. Hỏi chi vậy? Để bận đến bài, khỏi việc kiếm người thân. Cái đó là hên là để bộ tứ sắc. Có nhiều người ta lấy rế nồi á, cái rế mà để lót cái nồi á, chà đây nó nghẹ lên, ta úp lên cái mặt người chết á, hỏi chi gì cho nó đen đuốc trong cái đường, mà lấy cái rế nồi che mặt đừng có cho nó về. Đó, ta là mỗi người ta nghĩ ra một cái cách. Con có đọc trong sách, trước khi Phật nhập diệt, Đức Phật có truyền y bát cho Ngài Ca Diếp để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng theo con hiểu, Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh theo hạnh Đầu Đà, mà Đức Phật chủ trương đường trung đạo, như vậy có mâu thuẫn không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở đây nói rằng á, Ngài Ca Diếp thì tu theo khổ hạnh, mà Đức Phật thì lại không cho tu khổ hạnh, mà Phật mà đạo Phật là tu trung đạo. Trung đạo là sao? Trung đạo là con đường giữa, tức là không được quá khổ hạnh mà cũng không được quá sung sướng. Con đường trung đạo là đói ăn mệt ngủ đó, gọi là trung đạo. Thì cái câu hỏi là Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh, còn Phật thì dạy trung đạo, như vậy có mâu thuẫn không? Thưa đại chúng, tuy Đức Phật dạy trung đạo, nhưng trong hàng đệ tử của Phật có một số vị phát tâm tu thêm một số các cái hạnh, trong đó có một cái hạnh gọi là hạnh A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, chúng ta dịch chữ A Lan Nhã là khổ hạnh. Người khổ hạnh phải theo đúng 12 hạnh. Nếu người nào tu khổ hạnh phải theo 12 điều. Thí dụ ngủ nghĩa địa, ngủ ở Gò Mã, ngủ trong rừng chứ không ngủ trong nhà. Mặt á, thì đi vô trong rừng nó lượm vải rách của mấy cái xác chết mà ta bỏ trong đó về giặt rồi cắt nhuộm mai mặt. Ăn thì phải ăn xin, tức đi khất thực. Ví dụ vậy đó, gọi là 12 cách. Cho nên á, rồi có những vị á, thì Ngài Ca Diếp, Ngài quan niệm á, có những người người ta nghèo, đời trước do họ, đời này họ nghèo là do họ không biết bố thí làm lành, cho nên cái chủ trương của Ngài Ca Diếp là đi xin của người nghèo chứ không xin của giàu.
Nhưng mà trong số đệ tử Phật thì có một người khác, đó là Ngài Ca Chiên Viên, thì đặc biệt là không xin của người nghèo mà Ngài chỉ xin người giàu thôi. Vì Ngài quan niệm rằng người ta đã nghèo rồi có cái gì mà xin. Bây giờ mình xin cái anh giàu đi, ảnh có ảnh cho. Thì hai vị đều bị Phật vỡ hết. Vì hai vị đều là có những cái chất của mình. Một bên là chất nghèo, còn để xin, là thấy nghèo mình phải xin để cho họ hết nghèo. Tại vì Ngài Ca Diếp quan niệm là kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người ta dư giả, dư ăn mặc, nghĩ lại phận mình túi vắng đeo. Tỉa đậu phộng thì còn đậu phộng, tỉa đậu phộng còn đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Đó là nhân quả mỗi người đó bố thí làm lành hết kiếp nghèo. Đó là quan niệm của Ngài Ca Diếp. Còn Ngài Ca Chiên Viên nói trời đất ơi, người ta nghèo muốn chết, không có ăn mà tại sao mình lại phải xin người ta vậy? Cho nên xin người giàu. Hai vị bị Phật vỡ hết. Nhưng mà tại vì chủ trương Phật là trung đạo, tức là đói ăn mặc ngủ. Nhưng ở trong các cái hạnh thì cũng có những cái vị hạnh đặc biệt, cũng giống như mình vậy đó. Chủ trương của mình đó là mở một kinh doanh làm ăn, muốn con cái mình nó theo sự nghiệp của mình. Nhưng mà có chắc nó theo không? Nhiều khi nó thấy mình mở nhà hàng cực quá, nó nói thôi hết đời má thôi nha, con làm kỹ sư à. Con đi vô ngồi văn phòng chứ con không có chịu làm như má. Nhiều khi mình muốn để cái đó lại cho con mà con nó không thưởng. Cho nên thưa đại chúng, không có gì mâu thuẫn. Chẳng qua là tuy Đức Phật dạy đó là pháp tu chung cho tất cả, nhưng Đức Phật cũng có cái trường hợp là có những vị phát cái tâm tu, bởi vì ai cũng có cái lý của các ngài. Và tuy chưa phải là cái chỗ tột rốt ráo, nhưng ít ra các ngài cũng chịu khó khóa độ một số người giàu hoặc là một số người nghèo. Như bây giờ theo tinh thần trung đạo của Phật, đi xin ăn là ăn sao? Xin sao? Theo cái cách xin ăn của Phật, thứ nhất, người ôm bình bát đi khất thực không được đi cùng một con đường nhiều lần. Thí dụ hôm nay đi đường này, ngày mai phải đi đường khác. Để làm chi? Tránh cái trường hợp là để ý nhà đó cúng đồ ngon. Thí dụ bây giờ đi ngang cái nhà số 3, trời ơi nhà số 3 này giàu lắm, cho nên ngày nào cũng cúng đồ ngon. Đi hồi cũng quẹo vô con đường đó để kiếm được đồ ngon, tránh cái trường hợp đó. Cái trường hợp thứ hai là không được phân biệt bất cứ nhà nào mà chúng ta phải đi tuần tự để xin ăn. Trường hợp đó gọi là thứ để khất thực. Con đường đó 10 căn nhà là đi đều như vậy, mà không ghé vô nhà nào hết, chỉ đi ngang thôi. Rồi nhà đó thấy ra cúng, chứ không có được đứng trước cửa nhà. Hello, anybody there? Không có kêu cái kiểu đó. Cái thứ nữa, khi ôm bình bát để khất thực, khi dở nắp bát, Phật dạy kỹ lắm nha, khi dở nắp bát không được dở ngược như thế này mà phải dở nhẹ. Quý vị hiểu và nói không? Ví dụ như bây giờ đây là cái bát này, và cái nắp đậy như thế này đó. Nếu mình dở như vậy nè, dở nắp bát ngược như này, chi biết không? Để mình không thấy người ta cúng cái gì. Phật kỹ như vậy đó. Nghĩa là mình dở ra vậy là mình không có được ngó. Ủa con bà hai, rồi người ta cúng xong rồi mình còn nhớ món gì nữa, lần sau mình đi ngang cô đó ra cúng nữa, kỳ rồi cô làm bánh giòn ngon lắm. Ủa bữa nay không có bánh bột lọc à? Thứ để khất thực là tuần tự từng nhà, và khi dở nắp bát á, là tránh cái trường hợp là nhiễm ô món ăn mà do người đó cúng. Ví dụ bây giờ kiểu này đó là bỏ vô cái mình thấy liền rồi, trời ơi chuối thấp vô không vừa, là biết ngay cô đó, mà lần sau gặp cô đó mà cổ để vô, cảm ơn cô kỳ ngồi với thầy ăn thích lắm. Cho nên vợ nó bác vợ vậy. Rồi bây giờ có phải nói bây giờ cái thời đại của mình không đi khất thực mà người ta cúng dường đó, tại sao mình bưng chén cơm mình phải bưng hơn cái mí mắt mình mà không bưng? Quý vị nhớ lúc bưng cơm cúng không?
bác ấn cúng quá đường, cúng ngày cúng bác quan trai, tại sao không bưng cái chén cơm dưới mí mắt mà lại bưng trên mí mắt? Nó có hai ý. Một, nếu như mình thấp hơn cái miệng mình thì hơi miệng mình đi vào chén cơm chưa đủ tinh khiết cúng dường. Thứ hai, nếu mình để dưới mắt mình thì trong khi mà mình cúng như vậy là mình được ngó chén cơm, cái mình nuốt nước miếng. Mình nuốt nước miếng xong mình còn nói trời ơi sao cái món này nãy mình không thấy vậy ta. Cho nên khi mình bắt ấn mình cúng, nhưng mà sao con mắt và con mắt mình nó làm việc liên tục. Đừng cứ nói chi Phật tử mà gặp nhau con gặp là phải nói cha lúc này làm gì ốm quá vậy? Sao lúc này làm gì đen quá vậy? Mới đi đâu về? Không bao giờ gặp nhau mà mình không phải nói. Tại vì sao? Con mắt gặp là phải nói, cái mũi ngửi là phải nói, cái tai nghe là phải nói. Cho nên nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, thân nè, hễ bốn cái kia mà nó chạm, nó nhìn, nó nghe, nó ngửi là cái miệng nó phải nói. Cho nên hàng ngày lục căn lục trần nó vọng tác vô biên chi tội. Vậy thì mình tu mình để làm gì? Để thắng, thắng bớt, thắng bớt cái đó. Nhiều khi nói hớ. Cho nên thưa, không có vấn đề mâu thuẫn. Nhưng mà Đức Phật có những trường hợp là có những vị, quý vị thấy không, có ngày gì? Ngài La Hầu La là tu mật hạnh để nhất luôn. Tức là việc làm gì ngài tu, ngài không bao giờ phô trương, ngài có cái mật hạnh đó. Cho nên nói như vậy á, để đại chúng thấy là không có cái gì gọi là mâu thuẫn ha. Mà Đức Phật tán thán cái đường tu trung đạo. Tuy nhiên Đức Phật cũng phải thấy rằng có những vị có những cái hạnh tu đặc biệt, thôi mình cũng chấp nhận. Pháp Hòa nói cái gần nữa nè, trong số các thầy đi xuất gia đó, thường thường sư phụ mình đó, luôn luôn mong đệ tử học hành cho tới nơi tới chốn, tức là cũng đi trường Phật học rồi đấy. Nhưng có những vị xuất gia không thích cái đó, chỉ hành tu. Chỉ hành tu. Có những người thầy phải chấp nhận, miễn sao để cái tu là cái chính. Còn cái chuyện đi học có bằng cấp này bằng cấp kia là cái phụ, mặc dù mình khuyến khích. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cho dù mình đổ bao nhiêu cái bằng cấp, mà cái thủy chung của người tu mình là làm gì? Là tu. Bằng cấp treo đầy, nhưng mà hai cái tay mình cũng cái chuông cái mỏ, không có gì khác hơn. Cho nên mình có bằng cấp cũng tốt, không có bằng cấp cũng chẳng sao. Tại vì có một cái bằng mà không ai cấp cho mình được, đó là cái bằng lòng. Mình phải có cái bằng cấp mà không ai cấp được cho mình, đó là cái bằng lòng. Trời ơi, ngoài đời mình ta còn nói bằng lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Miễn không có chê anh nghèo khổ gì được rồi. Người tu của chúng ta, Phật có dạy trong kinh một câu, không phải nhớ, có lần đọc kinh không phải nhớ cái câu này. Tự hoan hỷ. Khi mình quán chiếu được con đường tu của chúng ta, chúng ta thấy chúng ta đã đi được một đoạn đường, và khả dĩ bây giờ chúng ta có phần tiến bộ, chúng ta phải vui mừng. Mừng đây không có nghĩa là tự mãn, mà mừng đây là để làm gì? Để chúng ta tinh tấn, chúng ta thấy được cái thành quả chúng ta tu. Cho nên ví dụ lâu lâu quý vị quán chiếu lại, thấy à, gia đình mình 2 năm nay có phần tiến bộ tốt nhờ cái sự tu tập của mình. Mình bớt nóng nảy hơn, cho nên con cái mình nó cũng gần gũi với mình được nhiều hơn. Hồi xưa mình thấy tánh mình la lối thì con cái nó sợ mình, không dám tới gần. 2 năm nay mình nhẹ nhàng cho nên con cái mình nó tới gần đó. Mình thấy cái đó vậy chứ mình vui, chứ mình siêng lên chút nữa. Rồi bây giờ câu thứ hai. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về ý nghĩa thụ ấn hay bắt ấn trong các buổi lễ cầu siêu an vị. Bây giờ mình nói chữ ấn. Ấn là gì? Tiếng Anh dịch là cái siêu. Thứ nhất á, trong nhà Phật, đặc biệt là người tu thiền, nhà thiền,
hay có cái lấy tâm ấn tâm. Tâm người thầy, tâm người đệ tử ấn với nhau. Ví dụ như một Phật tử thường đi theo Pháp Hòa để giúp Pháp Hòa làm Phật sự. Thường Pháp Hòa làm sao quý vị quen ý, cho nên Pháp Hòa vừa tới chỗ đó ngồi xuống thì quý vị biết Pháp Hòa sẽ cần những cái gì. Hay thậm chí Pháp Hòa nhìn một cái thì các vị đã biết Pháp Hòa cần cái gì. Có cần nói không? Không nói. Nhưng mà hai cái tâm này nó ấn với nhau. Vợ chồng nó sống mà hiểu nhau nhiều rồi, đôi lúc không cần nói, ấn với tâm với nhau thôi. Tức là vợ nhìn chồng hiểu, mà vợ nói nhỏ câu chồng hiểu ý vợ muốn nói gì. Nó tâm ấn tâm. Thì giờ trong nhà Phật, tại sao quý vị thấy các Phật bắt ấn hay là thường lệ mình bắt ấn? Bởi vì cái chữ ấn ở đây á, là để nói lên cái sự định. Cái định của một con người nó tỏa ra từ cái lực mà qua cái ấn. Phong và ví dụ, khi quý vị bưng chén cơm lên cúng quá đường mấy cái ngày tu đó, quý vị bắt cái ấn này, tức là ngón giữa và ngón áp út co lại để đưa thành ba cái ngón lên, thì cái ấn này gọi là ấn tam sơn ba ngọn núi. Mà cái ấn này để nói lên ý nghĩa gì? Dạ, ấn niệm, ấn định và ấn tuệ. Chén cơm con dâng đây là bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Nhưng mà nếu mình đưa vậy không liệu cái ấn dày xác định cả. Cũng giống như đó, Phong Hòa hỏi anh Phong Hòa nấu cơm anh ăn ngon không, thay vì ngon lắm không cần nói, đây ấn này, ấn khen ngon này, không ấn khen ngon. Mà nếu mà cái người kia nấu dở ẹt đây ấn dở ẹt, đây cũng cái ấn đấy. Rồi người Mỹ nó muốn chửi nhà nó cũng có cái ấn nữa. Và thử ra thưa đại chúng á, những cái ngón tay mà nó đưa lên để biểu lộ cái định lực của bên trong, nó nói lên một cái xác định. Cho nên khi mình bắt cái ấn này là ấn tam sơn, qua cái ấn này là ấn quyết định cúng dường. Chứ là bây giờ con đã mang hết thân tâm của con để cúng dường lên cho chư Phật qua một cái quyết ấn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nha, quý vị chắp tay có phải cái ấn không? Chắp tay là cái ấn đó. Biết ấn tên gì không? Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này nè, cái ấn mà quý vị chắp tay, quý vị để ngay ngực đó là ấn phổ lễ. Tức là một cái bàn tay mình đưa lên lạy xuống là cái lễ này sẽ trùm khắp pháp giới. Mình lễ cả mười phương chư Phật. Cho nên chắp tay đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Còn khi mình cầm cái hương á, cầm cái hương cúng Phật á, cầm vậy nè, hai cái ngón trỏ đưa lên đây dính cái cây hương này, cái ấn này gọi là ấn cúng dường. Ấn này là ấn cúng dường. Cho nên lúc mình thắp cây hương á, mình nguyện hương á, là mình cầm cây hương, mình để hai cái ngón kẹp vô cái cây hương vậy nè, rồi ba ngón ở dưới này mình châu lại vậy nè, đó mình vịn cái hương cho nó chặt như vậy nè, cái ấn này gọi là ấn cúng dường. Còn bàn tay mình chắc thì ấn phổ lễ. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị để bàn tay phải lên bàn tay trái trước lòng bàn chân của mình, ấn đó là ấn hàng ma. Ấn hàng ma tức là một khi ngồi xuống rồi, bằng cái bàn tay đó là định lực nó sanh. Để nói thí dụ bây giờ Phong Hòa đang ngồi, thí dụ ha, Phong Hòa ngồi trên chánh điện một mình yên tĩnh, mà Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa chém chinh và ngó trời ngó đất, vậy cái người muốn vô gì nói, ủa thầy đang làm cái gì mà thầy ngồi suy tư gì ta. Nhưng nếu quý vị bước qua chánh điện trong khi mặc dù ngồi trên ghế, nhưng Pháp Hòa ngồi vậy là quý vị nói, đừng có làm ồn, thầy đang ngồi thiền. Tức là cái cách mình ngồi, cái tay mình để, nó xác định cho người ta biết rằng người đó đang thiền hay là người đó đang mộng mơ. Phải không? Thầy nó nói như vậy. Thành thử ra trong cái buổi lễ của bạn, thầy cầm ly nước lên, thầy cầm ly nước lên, thầy bắt cái ấn này. Bây giờ thầy không có tâm, thầy không có nghĩ gì nữa hết. Tâm không nghĩ gì nữa hết, mà thầy đem cả định lực thầy vào để cho biến cái ly nước thành ly nước thanh tịnh. Thầy đọc một cái bài: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài,
Nước không rửa nước pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi. Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Đó là mình nói tiếng Việt á. Còn các cụ đọc tiếng Hán thì phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chân, tiên tẩy chúng sanh nhiệt cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới gì đó. Cái mình tụng tiếng âm Hán, còn mình tụng tiếng Việt là nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Tụng cái gì cũng được. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất sái biến thập phương. Thì mình tụng ra tiếng Việt: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Thì mình tụng tiếng Việt, mình nghe mình hiểu theo tiếng Việt. Nhưng mà lúc đó tâm của các ngài định. Thưa đại chúng, khi quý vị tụng kinh mà tâm không định cũng tụng trật như thường. Chẳng hạn như cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Đấng Pháp Vương Vô Thượng ba cõi chẳng ai bằng, tới câu cuối nghe: xưng dương cùng tan thang, ức kiếp không cùng tận. Mình tụng tiếng Việt nhưng mà đa số tới câu đó: xưng dương cùng tan thang, ức kiếp mạc năng tận. Đang tụng nguyên bài tiếng Việt chèn dùng câu tiếng Anh. Tụng trung tâm không định, tâm không định đã loạn quá liền. Ngay cả tụng chú Đại Bi mà tâm không định ra, cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha tụng hoài mà không ra, mặc dù rất muốn ra. Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a một kê dạ ta bà ha, tụng hoài rất muốn ra mà ra không được. Chị nói cái dòng vậy, tâm thiếu định thôi là loạn gì. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ bắt ấn không? Chư Phật, Bồ Tát, cái các thầy bắt cái ấn lên là để quyết định rằng đây là biểu tượng cho cái nỗ lực của tâm. Vậy thôi. Nếu con cúng dường mà muốn cho ba con tạo chút phước, con lấy tên ba con cúng dường thì ba con có được phước không? Dạ được. Mà trước mắt là thấy chùa được phước rồi. Không đúng tên hay cũng được, chùa được phước rồi đó. Thế này chúng, cái này nó cũng giống như cái ý nghĩa của chữ hồi hướng thôi. Chúng có gì đó, đó là một cái hình thức khác của hồi hướng. Trước hết, hồi hướng là gì? Chữ hồi nghĩa là mình quay trở lại mình. Chữ hướng là mình hướng về người ta, gọi là hồi hướng. Trước khi mình hướng về người thì mình phải hồi về mình. Pháp Hòa ví dụ, trước khi quý vị muốn mời khách ăn cơm, quý vị phải chạy vô bếp coi cơm còn không, mới chạy ra mời khách chứ. Khách mới tới nhà, bác ăn cơm với con nghe, mà vô có hộp cơm nào hết trơn mà ăn. Cho nên trước khi muốn hướng thì phải hồi. Cũng như thế, mình muốn hướng về cho người, về cái phước đức mình, thì mình phải tự quán lại coi phước mình có bao nhiêu mà hồi. Mình phải hồi lại coi có bao nhiêu để hướng. Thì ở đây cái trường hợp á, khi chúng ta hồi hướng cho người thân, mặc dù người thân không phải là chính nhân tạo cái phước này, tuy nhiên nếu chúng ta tâm thành hướng về người đó thì phước người đó cũng có phần. Thí dụ mình nghĩ tới con mình, cho nên á, mình mới để cái này lại cho nó, mình để lại cái kia cho nó, mà bây giờ nó đâu có biết. Nhưng mà tâm của mình luôn luôn nghĩ thương con, thì thế nào con cũng hưởng. Cũng như vậy, mình hướng về người thân, mình hướng về người thân bằng cái tâm niệm của mình thì người thân hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta giao tiếp bằng tâm. Chỉ có tâm nó mới mạnh. Tại sao vậy? Bởi vì tâm là cái vô hình vô tướng, mà chính cái vô hình vô tướng lực nó mới mạnh. Còn ví dụ bây giờ mình lấy sức mình làm, cũng có ngày kiệt sức, và cũng có ngày hết sức, và cũng có ngày mất sức. Còn cái tâm là cái chỗ không tướng,
chính cái không tướng, cho nên nó làm sao? Nó trùm khắp đó. Ví dụ như hư không không có tướng, mà chính hư không không có tướng, cho nên hư không nó trùm khắp tất cả mọi nơi. Còn cái chùa này nó có tướng, cho nên nó ở phẩm nào thôi, phải không? Cái thân này, cái thân này này, cái thân báo thân mà chúng ta đang thọ này, nó có cái tướng, cho nên nó hạn hẹp nhiều đây thôi, lùn cao bọc ốm nhiều đây thôi. Nhưng mà nếu cái pháp thân của chúng ta có thì pháp thân trùm khắp. Bây giờ Pháp Hòa nói báo thân Pháp Hòa ngồi đây, nhưng mà thưa đại chúng, pháp thân Pháp Hòa còn đang diễn biến ở trên internet không? Có. Trong giờ phút này Pháp Hòa ngồi đây bằng báo thân, nhưng mà pháp thân của Pháp Hòa đang ở trên internet. Những người trên thế giới giờ phút này cũng có những gia đình đang mở băng của Pháp Hòa đang nghe. Rồi Pháp Hòa chưa về Việt Nam, nhưng pháp thân Pháp Hòa đã có mặt ở Việt Nam rồi. Quý hiểu ý không? Cho nên cái báo thân mà có tướng là nó hữu hạn, còn cái pháp thân vô tướng thì nó trùm khắp. Cũng như vậy, công đức tuy ít nhưng mà tâm lượng mình nhiều thì nó trùm khắp. Cho nên á, mình làm một việc nhỏ mà tâm mình rộng thì cái việc nó mới bao la. Còn làm việc rất lớn mà tâm mình hẹp thì cái đó nó thu hẹp theo cái tâm của mình. Cái tâm mình rộng sao là nó lan ra vậy? Cho nên làm việc lớn mà tâm hẹp thì coi chừng việc đó nó nhỏ theo tâm. Làm việc nhỏ mà tâm to, cái đó nó trùm theo tâm của mình. Hồi hướng là như vậy. Cho nên được hết. Quý vị nghĩ tới ai quý vị hồi hướng được hết. Bằng chứng, đâu phải cha mẹ gì mình, mà ngày nào mình tụng kinh mình muốn nói là sao? Pháp giới chúng sanh âm siêu dương thấu, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mình cũng cầu nguyện hết cho tất cả mọi người trong cái pháp giới này, người có tên, người không tên, gọi là hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đó. Đó, người ta đều hưởng hết ha. Cho nên á, cái hồi hướng đó là một cái tâm rộng lớn của mình để mình hồi hướng cho tất cả mọi người. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về chùa Liên Hoa thăm đại chúng, theo lời mời của thầy cũng như ban trị sự, Pháp Hòa về đây cũng không gì hơn là thăm đại chúng và chúng ta ôn lại chút ít Phật pháp để làm đậm thêm. Tức là mình giống như mình tô vậy, mình viết kinh rồi mỗi ngày tô đậm trở lại để cho mình thấy rõ được cái con đường của mình đi. Và khi mình thấy rõ được con đường mình đi theo giáo pháp của Phật rồi thì mình sẽ không còn lưu sụp. Và đại chúng nhớ làm sao tu đến chỗ không được thôi chuyện, không được thôi chuyện. Thối nó có ba loại: nguyện thối, hạnh thối, quả vị thối. Hồi xưa mình nguyện lớn quá, giờ do buồn phiền giận dữ cái nguyện mình rút lại, teo lại, héo lại, cái đó là nguyện thối. Mà một khi nguyện thối thì cái gì nó thối theo? Hạnh thối, tức là nguyện không có thì không có làm, cho nên hạnh nó cũng lui theo. Mà nguyện không, hạnh không thì nhất định quả vị nó cũng không, cho nên quả vị cũng bị thối luôn. Còn bây giờ nguyện bất thối, hạnh bất thối và quả vị bất thối.